những kẻ côn đồ xuất hiện, đánh đập dã man khi có người cố cản những chiếc xe ủi. Họ muốn dọa dẫm để gia đình bà Trương Minh chịu ký giấy giao nộp đất. Trên khu đất là ngôi trường mà chồng bà Trương đã đổ tâm huyết vào. Được xây dựng từ hơn 10 năm trước, trường từng có tới hơn 1.000 học sinh, nộp học phí và được dạy bằng tiếng Anh. Nhưng rồi trường không còn một bóng em nhỏ nào, các phòng học phủ đầy bụi bặm. Bởi ngay gần đó, người ta đang xây dựng một khu mua sắm và chung cư mới. Họ muốn lấy cả mảnh đất có ngôi trường. Chỗ kia là căng tin, còn chỗ này là nơi nghỉ ngơi cho học sinh. Họ tới phá đổ tất cả vào ban đêm. Không ai đứng ra đền bù cho gia đình bà Trương một cách thỏa đáng. Và bởi không chấp nhận giao lại đất, gia đình bà đã bị đánh đập hàng ngàn lần trong lúc cảnh sát làm ngơ, chồng bà Trương nói. Trung Quốc đang đô thị hóa một cách nhanh chóng và đổi lại là những cảnh cướp đất diễn ra ngày càng khốc liệt. Cha mẹ tôi già rồi, 79 tuổi, nhưng gia cảnh thế này nên giờ họ vẫn phải làm việc hàng ngày. Tôi xin lỗi, tôi không thể nói thêm được gì về chuyện này cả. Người dân thường cảm thấy họ bị bỏ rơi, bị đe dọa. Gia đình Trương Minh đang đối diện cảnh tan nát, trong lúc có những người khác từ đó lại có cơ hội trở nên giàu có. Và các thành phố tiếp tục mọc lên ở Trung Quốc.